Trận khao chỉa 1979, Việt Nam dạy cho 60 vạn quân Trung Quốc một bài học lớn. Những ngày này hơn 40 năm về trước, hơn 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc đã bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta với chiêu bài dạy cho Việt Nam một bài học, theo lời Đặng Tiểu Bình. Quân xâm lược không ngờ được rằng, tuy bị bất ngờ nhưng với truyền thống quật cường, quả cảm, quân dân ta trên 6 tỉnh biên giới đã dáng cho bọn cướp nước những đòn chí mạng. Ở Cao Bằng, hướng tiến công chính của quân Trung Quốc theo hai ngã Thông Nông, Hà Quảng và Phục Hòa, Đông Khê, huy động lực lượng kiểu lấy thịt đè người nên ngay từ những ngày đầu đối phương đã có nhiều mũi tiến khá sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, quân Trung Quốc đã áp sát thị xã Cao Bằng. Tuy nhiên, ở một địa điểm cách cửa khẩu Tà Lùng 15 km theo quốc lộ 3 ngược ra, đó là đèo Khao Chỉa thuộc địa phận thị trấn Hòa Thuận, Phục Hòa, Cao Bằng, ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã tấn công theo hướng này cỡ gần quân đoàn với rất nhiều xe tăng. Sau khi nhanh chóng chiếm được cửa khẩu và thị trấn Phục Hòa, chúng tiếp tục đánh về hướng thị xã để hợp với cánh quân đánh trả lĩnh kéo ra tại đỉnh đèo Mã Phục theo kế hoạch định sẵn. Thế nhưng, đến đèo Khao Chỉa thì quân Trung Quốc đã bị chặn lại bởi Trung đoàn 567 cùng dân quân Cao Bằng lính trung quốc được hỗ trợ bởi xe tăng pháo binh trong suốt cuộc chiến nhưng không vượt nổi qua con đèo mặc dù đơn vị này bị cô lập hoàn toàn và chiến đấu độc lập được biết trước đó phía trung quốc cũng đã dở đủ các biện pháp phá hoại Người Trung Quốc thường xuyên tìm cách lén vượt biên sang các làng bản Việt Nam, kích động lôi kéo bà con các dân tộc thiểu số làm nội gián. Chúng còn cho một số bộ đội biên phòng phía bên kia giả làm bọn đầu trộm đuôi cướp phục kích những chỗ mà cán bộ ta hay đi lại để bắt cóc đem về khai thác, gây hoang mang dư luận. Đêm khuya, chúng di chuyển cột mốc, chặn cả suối cho dòng chảy chuyển sang hướng khác. Ngay từ đêm ngày 16 tháng 2 năm 1978, các tổ thám báo của Trung Quốc đã bí mật mang theo hộp phá luồn sâu, móc nối với những thành phần nội gián, thành lập các toán vũ trang phục sẵn các ngã ba đường, bờ suối, các cây cầu nhằm ngăn chặn quân Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng bí mật cắt đường dây điện thoại để cô lập chỉ huy sư đoàn với các chốt trận địa pháo của bộ đội ngay sát biên giới. Mấy hôm sau, có người chạy loạn kể lại, sau khi vượt qua biên giới, lính Trung Quốc đã đào lên mấy cái hầm bí mật khá to chứa rất nhiều súng đạn, quân trang. Theo một người dân, chúng đã đào và chôn cất ở đây khá lâu, chứng tỏ đã có âm mưu chiến tranh với Việt Nam từ trước. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau tiếng nổ liên hồi, xe tăng và xe bộ binh Trung Quốc đã nhất tề tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Không ai bảo ai, ông Phong, một binh sĩ của Trung đoàn 567 tại đèo Khao Chửa, cùng các đồng đội nhanh chóng tiến vào vị trí chiến đấu, dù lúc đó đường dây thông tin liên lạc đã bị cắt bớt, không nhận được chỉ thị của cấp trên phối hợp chiến đấu. Các đơn vị của Trung đoàn 567 cùng với dân quân địa phương chiến đấu chống trả quyết liệt, suốt một giải từ biên giới Tà Lùng sang đến nhà máy đường Phục Hòa, cho đến chân đèo Khao Chỉa, lính tàu bị chặn đứng, xe tăng, xe bộ binh Trung Quốc, cái thì tan xác, cái thì lật ngửa pháo lên trời, cái thì bốc cháy lao vào bụi tre. Một câu chuyện vui được kể lại. Có anh dân quân người địa phương chập tối ngày 18 tháng 2 lấy đâu được một khẩu K-44 liền ngay lập tức tham chiến. Đến lúc chỉ còn hai viên đạn mới nhận ra là mình đang ở giữa thùng lũng hai bên là hai cánh bộ binh trung quốc đang tìm mọi cách để tiến sang anh dân quân bắn vào mỗi bên một phát đạn rồi nhanh chóng chạy vào hốc đá thế là hai cánh quân xâm lược cứ thế núp kín rồi bên này bắn bên kia đến khi bọn lính thông tin nhận được tín hiệu của đồng bọn thì đã thiệt hại lớn về nhân mạng mới đầu quân xâm lược chỉ tìm cách đánh với các lực lượng vũ trang chốt giữ ở biên giới nhưng đến lúc không tiến lên nổi chúng quay sang điên cuồng đốt phá trả thù chẳng khác gì một đám giặc cỏ chúng đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu và khả năng cơ động linh hoạt của dân quân Việt Nam ông Phong tự hào thuật lại đến ngày thứ ba thì có bốn chiếc xe tăng chọc thủng phòng tuyến chạy thẳng lên đèo khao chìa đơn vị của ông Phong nhận lệnh phải tiêu diệt bằng được bốn xe tăng lên đến giữa đỉnh đèo thì ngay lập tức đụng phải chướng ngại vật là một chiếc ô tô dựng sẵn cùng một đống cây cối. Chưa kịp xoay sở, chúng đã bốc cháy ngùn ngụt, ngụt sau mấy quả đạn B-41. Những tên lính trong tháp pháo nhảy xuống chạy trốn cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Sự kháng cự không hề nao núng của bộ đội và dân quân Việt Nam chốt trên hướng khao chỉa buộc Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật. Chúng chia quân thành những đơn vị cỡ tiểu đoàn cơ động để tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, khóa đường, lùng sục. Nhưng với sự cơ động và linh hoạt của các chiến sĩ suốt cả tuần lễ, lính Trung Quốc vẫn không thể vượt qua con đèo này. Ngày 23 tháng 2 năm 1979, ông Phong cùng đồng đội nhận được tin quân Trung Quốc chuẩn bị một trận quyết đấu, mang một lực lượng lớn dồn lính quyết mở thông đường qua khao chỉa về đèo mã phục hội quân. Mọi người nín thở chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi trận quyết đấu. Chính trị viên đại đội tên Nguyễn Trí Cương cùng với mấy đồng đội lần nữa chia nhau chốt giữ một nhánh đường phía bắc đèo khao chỉa thì thấy có ba chiếc xe tăng có in dòng chữ bát nhất tiến lại. Có vẻ như lính tàu sử dụng xe tăng đi thăm dò tình hình. Ông Cương lặng lẽ ẩn nấp dưới giao thông hào gần đó, chờ xe đi qua mới dùng súng B-40 bắn, sau đó chạy thẳng lên đồi dưới làn đạn của giặc hai chiếc xe đi trước quay lại cứu đồng bọn đang bị mắc kẹt trong chiếc xe vừa bắn đang bốc cháy trong phút chốc cũng chịu chung số phận trong trận đánh đó ông cương hy sinh khi quân xâm lược phát hiện ra vị trí ẩn nấp của mình ở trên núi sáng hôm sau cả đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy vượt lên đèo chiếc xe đầu đã lọt vào trận địa phục kích mà ông phòng cùng đồng đội vẫn chưa được lệnh đánh hàng chục con mắt và đôi tai chiến sĩ cứ căng ra và đổ dồn về phía thủ trưởng chờ đợi chỉ sợ mình không kịp nghe lệnh để rút nụ xòe và tung lựu đạn xuống đầu địch. Và cứ mỗi chiếc xe tăng chở lính Trung Quốc chạy qua tầm súng, các chiến sĩ lại thêm một lần hồi hộp chờ nổ súng. Ở vị trí chặn đầu, loạt đạn AK trúng ngay tên cầm lái, chiếc xe lảo đảo đâm vào vách núi rồi bật lại, xoay nửa vòng, nằm trinh in chắn ngang đường. Đội hình 16 chiếc xe còn lại với hàng trăm tên lính nằm gọn trong tầm súng và biển lửa những loạt B40, B41 phóng xuống những chiếc xe bốc cháy và nổ tung liên tiếp. Những xe còn lại rối loạn, bóc còi inh ỏi tìm đường tẩu thoát, nhưng chạy đâu được khi đã lọt vào trận địa phục kích. Nắm đúng thời cơ, trung đội trưởng cõi 82 ly ra lệnh đánh. Hàng chục quả đạn đã được tính toán kỹ lưỡng, nối đuôi nhau dội lửa xuống đầu địch, tiêu diệt hàng chục, hàng trăm tên nữa. Tính ra, bên hướng Thạch An và hướng Thông Nông, quân Trung Quốc tràn qua được và đánh tới thị xã Cao Bằng, nhưng ở hướng Tà Lùng, chúng đã vấp phải bức tường bằng sắt không thể tiến thêm bước nào nữa. Cày cú, Trung Quốc dồn một lực lượng quân lớn ở thị xã Cao Bằng rồi đánh ngược lên biên giới theo hướng đèo Mã Phục, từ đằng sau đánh lên kết hợp với quân lính từ bên kia tràn sang bổ sung quân theo đường tà lùng. Mục tiêu của chúng là bao vây và tiêu diệt cho bằng hết Trung đoàn 567 cùng với các lực lượng dân quân địa phương chốt giữ ở Khao Chìa trả cho bằng được mối hận ấy Đêm 29 tháng 2 năm 1979, ông Phong cùng các đồng đội được lệnh rút lui chờ thời cơ phản kích. Trung đoàn 567 hành quân về đến Quảng Yên lại đụng độ và bắn nhau với địch một trận long trời lở đất nữa, nhưng vẫn bảo toàn lực lượng, rút về địa điểm ém quân đã định. 12 ngày đêm chiến đấu trên đèo Khao Chỉa và những khu vực lân cận ấy. Về sau, tổng kết mới biết có tổng cộng 34 chiếc xe tăng, hàng loạt xe bộ binh, thiết giáp của Trung Quốc bị tiêu diệt. Số lính tàu từ trận thì không kể xiết, lượng thương vong lớn, dù rằng bên mình cũng có không ít hy sinh mất mát, nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã chiến thắng. Để Trung Quốc thấy rằng, người Việt Nam đâu dễ dàng bị chúng ức hiếp, đâu dễ dàng bị bắt nạt. Câu chuyện chiến tranh của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên tiếp tục cập nhật kênh của chúng tôi để biết thêm những câu chuyện lịch sử hấp dẫn khác nữa trong thời chiến tranh của việt nam cũng như trên thế giới nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại